đoạn đường đi khá là gian nan cô bác của anh chị. Đây là con suối, còn đoạn đường qua bên đây thì nó bị sạt lở như thế này. Người Mông, vâng. Ở đây là làng Y Tý còn xa không chị nhờ? Y Tý còn xa mà. Đây là canh gà. Đây là rau bắp cải. Su su luộc. Đây cũng là ngọ su su luộc. Dạ. Yeah. Còn đây là cà. Dạ. Yeah. Trứng rang. Dạ. Yeah. Gà luộc. Là dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ đang hiện nay Bùi Hồ đang có mặt ở Tuyên Quang. Nhưng mà theo lịch trình của Bùi Hồ thông báo trước đó thì sẽ về Tuyên Quang, nhưng mà có một số thay đổi thì Bùi Hồ sẽ chuyển qua Tây Bắc, đó là tỉnh Lào Cai. Bùi Hồ sẽ qua bên đó sẽ review cho cô bác quý anh chị xem một số ẩm thực nè, tìm hiểu một số đặc trưng văn hóa của người Dao ở tỉnh Lào Cai, một tỉnh Tây Bắc rất là đặc biệt cho cô bác quý anh chị. Cô bác quý anh chị sẽ chờ chuỗi video tiếp theo rất là hay của Bùi Hồ nhé. Đây là chuyến xe của Bùi Hồ đi nè. Cô bác quý anh chị, chiếc xe ngoài sau này là chính là cái hành trình của tôi đi từ Hà Giang cho đến thành phố Lào Cai. Sau đó thì Bùi Hồ sẽ nghỉ ở đó qua ngày sau thì sẽ thực hiện chuỗi video đó. Thì tối nay Bùi Hồ sẽ quay về thành phố Lào Cai để quay những cảnh tượng. Đây là một cái con đường làng nhỏ để vào làng Y Tý của người Hà Nhì, dân tộc tiểu số ít người nhất nước Việt Nam á cô bác quý anh chị. Và người Hà Nhì thì chỉ sống ở vùng núi cao, và từ thành phố Lào Cai Bùi Hồ phải chạy xe gắn máy tầm hơn 70 km để tìm đến làng này. Thì trong từ thành phố Lào Cai thì mình phải chạy đến huyện Bát Sát là gần tầm 20 cây. Từ huyện Bát Sát thì mình đi đến xã Trịnh Tường khoảng tầm 18 cây. Và từ xã Trịnh Tường này mình sẽ vào làng Y Tý. Ở đây thì có rất nhiều người Hà Nhì sinh sống. Người Hà Nhì là một người mà họ chú ý rất là nhiều về cái tóc của họ. Họ có những cái đầu tóc giả nhìn rất là độc lạ luôn. Thì để biết như thế nào thì cô bác quý anh chị hãy đợi xem những video clip tiếp theo nha. Và Bùi Hồ sẽ vào đó trải nghiệm cùng với một đêm ở người Hà Nhì của làng Y Tý, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Và đây là một cái vùng núi non cũng khá là hiểm trở. Khi mà mình đi vào làng này thì xe ô tô không có vào được, và mình phải đi xe gắn máy nè. Và đặc biệt là phải xe phải đổ đầy xăng, vì trên cái đoạn đường này Bùi Hồ đi là cũng đã có chuẩn bị cho mình nước uống nè, mì gói nè. Và hiện nay thì làng Y Tý đó thì họ đã cho homestay cho có thể khách ngủ lại qua đêm. Ở đây là chạy xe, mọi người chạy xe không đội nón bảo hiểm luôn á. Từ xã Trịnh Tường mà lên làng Y Tý thì chỉ tầm khoảng gần 30 cây, nhưng mà vì đường lên đèo khá là gian nan nên thời gian chạy lâu hơn đường lên đồng bằng. Đường ở đây thì khoảng 1 tiếng rưỡi thì chúng ta mới đến được tại đường lên đèo. Dọc đường thì chúng ta có thể thấy là trâu bò khá là nhiều. Họ cứ chăn nuôi trâu bò như thế. Ở cái tỉnh Lào Cai này đó thì có rất là nhiều dân tộc sinh sống. Và người dân tộc Kinh thì chỉ khoảng 2%. Theo một số tìm hiểu một số thông tin thì chỉ khoảng 2% ở đây. Ở đây thì đa dân tộc, người Dao, người Mường, người Mông, người Thái, người Hà Nhì, vân vân, rất là nhiều luôn. Cái sự sạt lở phải nói là vô cùng nguy hiểm á cô bác và anh chị. Đây là một cái Bùi Hồ đang lên một cái đèo, và một cái đèo này để đi qua một cái làng Y Tý thì đây đến đó theo chia sẻ của em chạy xe ngoài trước đó thì khoảng còn chừng 10 cây số nữa đường đèo. Đoạn đường đi khá là gian nan cô bác và anh chị. Đây là con suối, còn đoạn đường qua bên đây thì nó bị sạt lở như thế này. Người ta gọi là cái đoạn đường mà băng đèo vượt suối đó. Và bây giờ mình mới cảm nhận được nè. Bên kia là cái ruộng bậc thang ở trên kia. Trong cái quá trình đi thì Bùi Hồ gặp được các cô này đang hái ngô. Không biết là người gì đây. Em chào các chị nha. Chào nha. Đi hái ngô à. Ồ. Vâng, chào các chị nha. Em chào chị nha.
Ơi. Mình hái lâu chưa nhỉ? Sáng nay. Sáng nay à? Vâng, vâng. Ờ, nói được tiếng tiếng Kinh không nhỉ? Nói được chứ. À, chỉ là người Mường sao nhỉ? Hay là người Mông nhỉ? Người Mông thôi. Ồ, người Mông, vâng. Ở đây là làng Y Tý còn xa không chị nhỉ? Y Tý còn xa mà. Ờ, ồ. Y Tý à? Vâng. Bé 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 này là sao đấy? Em gái này. Sao? À. Mình hái ngô ở đâu chị nhỉ? Trên kia. Ôi, ở trên đây đây hả nhỉ? Ừ. Vâng. Ôi. Rồi. À, đã đi lên nương lâu chưa? Sáng nay vừa lên. Ồ. Còn em bé ở trên lưng được mấy tuổi rồi? Hai tháng. Hai tháng à? Vâng. Ồ. Em gái đó bao nhiêu tuổi rồi? 17, 18 mà. Cháu chào bác nhá. Vâng. Ờ. Cực lắm, vất vả lắm không bác nhờ? Ờ, đi đâu đây? Ờ, cháu lên Y Tý. À. Ờ. Rồi, cháu bye bye nha. Vâng. Ờ, khá là bất ngờ khi Bùi Hồ trên cái đoạn đường đi lên làng Y Tý của người Hà Nhì thì gặp các cô, các bác, các chị. Đây là người Mông đang thu hoạch hương ngô bác nhờ. Vâng. Chào mọi người, cô bác với chị. Vâng. Nhìn cái cảnh ở bên đây lại đó dễ thương quá nên Bùi Hồ ngừng lại quay cho cô bác với anh chị xem. Đó là làng của người Mông và đây là ruộng bậc thang nhá. Rồi đây đến Y Tý thì còn khoảng tầm 12 cây số nữa, cũng khá là vất vả. Cô bác sẽ không bao giờ thấy được nè, một đứa trẻ nó dắt bắt trâu phải. Dạ cô bác quý anh chị, sau một hành trình dài, rất là dài, từ xã Trịnh Tường, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai, đến đây thì Bùi Hồ cũng đã đến thời điểm này là 1 giờ. Bùi Hồ đang có mặt tại làng Y Tý của người đây là người Hà Nhì, một cái homestay của người Hà Nhì, nhà của A Hờ. Và đây là cái căn phòng của Bùi Hồ thuê đây, 200.000 một đêm. Thì homestay thì cái căn phòng có diện tích gọn như thế này, họ có thể nấu ăn cho mình luôn. Và Bùi Hồ sẽ trải nghiệm một đêm ở đây thử xem như thế nào nha. Đây cái phòng của mình đây. Ôi, cái ba lô nặng quá. Nói chung là trải nghiệm đến đây cũng khá là vất vả. Thì video mình tìm đến nhà người Hà Nhì để trải nghiệm ở đây một đêm cô bác. À, tôi xin đến hai đứa học của chị Bao là Hà con. Tìm lòng thì tao là Hà là à. Bùi Hồ đặt cho chị nấu ăn vào buổi tối nay cô bác với anh chị. Theo tập của người Mông, anh trao đổi với chị. Bùi Hồ xin chào cô bác với anh chị nha. Bùi Hồ đang ở làng Y Tý, một trong những làng của người dân tộc Hà Nhì. Thì hôm nay trong cái đây, quãng đường đây vào lúc khoảng thời gian này là 6:30 tối đó cô bác với anh chị có tin không? Thì Bùi Hồ sẽ cùng với em gái người Mông kia. Em hôm nay thì đã 20 tuổi và em đã có hai đứa con rồi đó. Con lớn nhất của em là gần 2 tuổi. Hôm nay thì được em dẫn vào nhà của em chơi nha. Nhà em chăn được mấy con trâu nhờ? Em có 5 con. Ờ. Cái ở ngoài sau lưng của em tên gì vậy? Nị hả? Ờ. Này ngoài sau lưng của em Nị là con của em đấy. Con của em thì năm nay đây là con thứ hai, năm nay chỉ mới tròn 2 tuổi thôi. Ờ 2 tháng tuổi hả? 2 tháng tuổi hả Nị nhờ? Ờ con này được 4 tháng. 4 tháng, còn bé lớn thì được 2 tuổi. Chị ở đây là người ở Hà Nội hả chị nhờ? Em ạ. Dạ. Em ở thành phố Hà. Ồ. Cái bạn này thì mới quen thôi, chưa nói chuyện. Nhà của Nị thì có 11 thành viên. Nị thì 20 tuổi. Trâu nhiều quá. Ồ, nuôi.
Được. Nhà em là tường à, tường bằng bằng đất nung à. Còn con lớn của em đâu? Con lớn của em chắc là đi chơi. Ôi 2 tuổi mà vẫn đi được nhờ. Ôi tao trâu khôn quá, tụi nó tự biết đi vô chuồng luôn. À, con hai con này ở bên đây thì nó tự đi vô bên đây. Nhà em nuôi tổng cộng được bao nhiêu con trâu nhỉ? Dạ em là 5 con ạ. Ừ. Ba mẹ đi nương chưa vậy hay sao này à? Chắc là đi cắt cỏ trâu rồi còn lợn. Cho anh xem em bé với. Vâng ạ. Ôi. Ôi. Cởi cái này ra cắt. Ờ. Quang thấy à? Ở trên này quen là chắc cũng không nóng mà. Chồng em đi nương rồi hả này? Đó, chồng em ở đấy đang phải ngồi. Ôi, nguyên ngày như thế thì em đi như vậy thì bé có nắng lắm không? Nóng lắm không? Nóng nhưng mà không ai trông thì vẫn phải bé đi làm không? Không ạ, nó chưa biết thì ai bé thì vẫn bé. 2 tháng tuổi, 4 tháng tuổi phải đi đi chăn trâu cùng với mẹ. Hàng ngày thì em làm việc chăn trâu này thôi hay sao? Không ạ, hôm nay mới đi chăn trâu thôi ạ. Còn thì ngày là em đi bẻ ngô làm ruộng làm như thế. Ồ, bé đi cùng với em luôn hả? Có ạ. Được có 1 tháng là em đi làm rồi ạ. Ôi, được 1 tháng là phải đi rồi. Vâng ạ. Ôi vậy thì bé có chịu nổi nắng không? Có ạ, đi thì vẫn bình thường là không ai trông thì mình phải đưa đi làm rồi. Với mẹ đi đâu thì con đi đấy ạ. Ồ vậy hả? Có thỉnh thoảng hôn có mấy đứa em thì lại không đi học thì phải em chào anh nhá. Đưa đi trông con. Ừ. Đây là chồng em. Em chào anh nhá. Dạ. Chị lên đây du lịch luôn hả? À. Em lên đây là du lịch luôn. Em đã lên đây lần nào chưa? Em xưa hôm nay em lần này đầu tiên. Ồ, em vẫn ở nhà nghỉ ai hờ? Hôm say. Em không nhớ tên Thảo Minh Xanh người ta. Thảo Minh Xanh là nhà cô mình. Ờ, nhà cũng xa đây rồi đúng không? Không, ngay cạnh chỗ. Ồ, đối diện ai hờ? Đúng rồi. Một ngôi nhà như thế này mình làm lâu không em? Đông người thì mình làm gần 1 tháng thì làm xong, còn không thì đông người thì mình làm cứ hơn chục người thì chỉ có làm tầm khoảng 2-3 tuần làm xong. Ồ. Còn không có người thì làm. Thấy khá công phu à. Anh nghe nói là mình phải có gươm nè, có đá nhẹ nhuyễn nè đúng không? Nhưng mà ở đây buổi tối thì nó sẽ ấm, nó rất là chắc chắn. Vâng, những cái nhà này là nhà thiết kế như thế này thì ấm hơn cả cái nhà xây. Ấm hơn nhà mình xây đúng không? Vâng ạ. Còn một đông thì nó không lạnh bằng nhà xây. Ừ. Ba mẹ thì cùng ở chung cái nhà này luôn hả này nhỉ? Có, ba mẹ vẫn ở chung nhà. Cái này là cái cài quá. Cái bừa. Vâng, bừa cho con trâu đi làm ruộng. À. Còn cái cài là bên này. À, bên đây là cái cài. Vâng.
mình phải lao động nhiều vậy anh hả? Vậy thì thường thì mình dùng cơm khoảng mấy giờ mình mới dùng cơm? Mấy giờ mình gia đình mình mới dùng cơm? Mấy giờ gia đình mình mới ăn cơm? Gia đình mình thì hay đi về làm muộn thì có nhiều lúc là 7 giờ, có nhiều lúc 8 giờ. Ở đây cảm thấy 6 giờ rưỡi mà vẫn còn sáng nha. Nhưng mà nó tắt nắng cả tối nay cũng vâng ạ. Hết điện thì không có điện. Không có điện ở đường, ở trong nhà là có không? Có. Đây nhà của em này, năm nay 20 tuổi, cô bác anh chị. Các ở đây thì cái việc mà các cô gái có chồng sớm rất là nhiều. Một số vùng thì lại có một cái nạn gọi là tảo hôn. Chưa đến tuổi thành niên, qua 18 tuổi thì các thiếu nữ phải đi lấy chồng sớm và có con. Thì Nị là một trong những cái trường hợp như vậy. Thì Bùi Hồ muốn quay cho cô bác quý anh chị xem. Đây là nhà của một homestay của A Hờ, một người rất là nổi tiếng ở Y Tý này, của huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai này. Thì hôm nay chị ở ngoài xa lưng này đang nấu cơm cho Bùi Hồ ăn nè. Mệt quá. Cái này là rau bí hả chị nhỉ? Vâng, cái này rau bí đó. Vâng. Rau su su đó. Dạ. Tối nay thì chị cho em ăn thưởng thức được món gì nhỉ? Vâng, cho cái rau này, cái rau bắp cải. Cái trứng này. Chính là rau bí này. Vâng. Với lại gì nữa? Có cái à, su su không? Ăn su su. Ăn của su su. Vâng. Em ăn rau được hết mà. Vâng. Chị là một người nùng nhưng mà chị ít giao tiếp với mọi người nên tiếng Kinh chị nói rất là hạn chế. Chị có anh chị là người là A Hờ thì anh hiện giờ vẫn đi làm chưa về. Nên có anh thì sẽ giao tiếp dễ dàng hơn chị nha. Ở đây là mặt trời ở trên núi nó khác lắm cô bác với anh chị. Hiện nay là 6 giờ rưỡi rồi đó nhưng mà mặt trời vẫn còn sáng. Nhưng mà một khi đã tắt nắng thì một khi tắt nắng thì bầu trời sẽ tối ngay thôi. Tại sao mình lại ăn cơm trễ vậy à chị hả? Tại sao mình lại ăn trễ thế? Chị đã không biết nói rồi. Hôm nay thì Bùi Hồ ở nhà của anh Hờ và chị Giấy. Thì chị sẽ nấu cho ăn một cái món đó là bông bí luộc cùng với lại gà luộc ở bông ở đây. Mình khoảng mấy giờ có ăn chị nha? Chị thì quên nữa, chị không nói rành. Ở đây là cái gian bếp của nhà chị nè. Trong khi đợi thì lại con của anh Hờ lại cầm một cái con gà kia để chuẩn bị làm. Con gà nặng 2 cân mấy hả chị nhờ? Dạ. Gà thấy vách nhà của anh có độc lạ lắm không? Đây là một ngôi nhà rất đặc biệt của homestay A Hờ của bà quý anh chị, có 3 tầng. Chúng ta thấy đặc biệt là toàn là vách gỗ, tường và cắt theo một cái kiểu rất là độc đáo. Trên đỉnh đó thì chúng ta sẽ thấy được rằng là một cái hình trái tim. Thì tất cả đều được trang trí ở đây hòa hợp với lại thiên nhiên nha cô bác quý chị. Thì giờ này Bùi Hồ quay cho cô bác quý anh chị xem á là 3 giờ là 7 giờ 5 phút á. Chị đang đang luộc cải nè. Ở đây là cải bắp cải chị nhớ. Vâng, cái này là bắp cải ạ. Vâng. Ở đây thì có này là gà. Cái này là gà thiến hay sao chị nhỉ? Vâng. Con gà rất là dai luôn. Gà này là gà núi nha. Gà núi. Ở đây là gà núi chứ không phải là con gà của ở vườn đâu. Đó. Còn đây là chị mới vừa luộc biết hay xong à? Hả? Chị mới luộc biết hay xong? Vâng. À. Tối nay thì mình sẽ ăn gà luộc nè. Bí nè. Gà luộc, bí luộc và cải luộc. Ở đây thì chị nói thì ở đây chị có luộc với lại gán lên thôi. Còn không thì mình sẽ có thời gian thì mình sẽ nướng. Nhưng mà đến nay là thời điểm 7 giờ 10 rồi. Nhưng mà chị mới nấu như thế này thôi. Ở vùng cao thì người ta ăn cơm trễ lắm. Tại vì thời tiết còn khá là sáng. Nên việc ăn cơm của mọi người thì cũng khá là trễ. 7 giờ mới ăn cơm. Ôi chị đang xào thịt nha. Vâng, xào lòng gà ạ. À, lòng gà hả? Vâng. Để mà mình bỏ rau vô hả? Vâng. Ôi, chị khéo quá. Xào lòng gà
cho su su đấy. Với củ su à? Vâng, có su su đấy. Dạ. Mình phải luôn. Vâng. À, sau một thời gian cũng khá là lâu thì chị đã làm xong những cái món rất là ngon cho Bùi Hồ với mọi người cùng thưởng thức nha. Thì đây là cái món hẹ xào với lại hành xào với lại cái này là cà. Vâng. Còn đây là gà gừng nha. Gà, một cái con gà núi á chị nha. Vâng. Dạ. Ngon lắm, chị nấu ăn rất khéo nha. Cảm ơn chị nhiều nhé. Cảm ơn chị nhiều đã cho em một cái bữa ăn tối hôm nay nha. Một cái bàn ăn tối này, chúng ta sẽ thấy được một cái bàn ăn tối như thế này rất là lạ phải không? Thì hôm nay Bùi Hồ với lại anh cũng sẽ uống bên một bát rượu như thế này. Nghe một cái mùi thôi cũng khá là nồng rồi. Đây là su xào với lại lòng gà nè, đây là cải nè, và đây là bắp cải luộc nè. Ở đây là rau bí, nước chấm, rượu. Cũng giống như ở người Nùng ở bên Cao Bằng, thì khi mà Bùi Hồ qua đây thì gặp anh dọn một cái mâm cơm thịnh soạn như thế này, một cái mâm thịnh soạn như thế này, thì tất cả toàn là đồ ăn thôi. Ở đây thì có cà xào hành nè, có củ su xào, củ su với lại cái này gọi là lòng gà. Đây là hoa bí, bông bí, đây là gà luộc, đây là nước của gà luộc và đây là cải. Thì điều đặc biệt ở đây khi mà cô bác quý anh chị sẽ thấy được rằng ở đây là cái mâm này đó, thì người ta sẽ làm bằng những cái nang nứa như thế này và hình tròn như thế này. Không biết là ở đây người ta có làm sẵn hay không, nhưng mà bản thân Bùi Hồ cảm thấy những cái mâm và những cái ghế như thế này nó tạo cho mình một cái sự nào đó nó độc lạ và ấm cúng. Thì qua những cái video clip thì Bùi Hồ xem được, thì mỗi khi mà có tiệc thì mỗi một người sẽ là một mâm như thế này, và chắc dài đến đằng kia. Ví dụ 10 người thì sẽ là 10 mâm. Đây 1, 2, 3, 4, 5 đó. Và thì ở đây nhà anh có treo rất là nhiều những cái mâm, mình gọi là cái mâm nhưng mà không biết là anh sẽ gọi là cái gì nữa. Và đây rất là nhiều cái ghế được đan bằng may như thế này. Chủ homestay A Hờ, và đây là anh. Thì anh đang múc những cái chén rượu vào. Anh hôm nay thì tối đêm nay thì em ở đây dùng cơm với anh, thì em cũng thấy khá là lạ, và những món này thì quen thuộc thôi, thì anh có thể giới thiệu cho mọi người biết cùng em được không anh? Ok. Dạ. Đây là rượu, đây là canh gà, đây là rau bắp cải, su su luộc, đây cũng là ngọ su su luộc. Dạ. Còn đây là cà. Dạ. Trứng rang. Dạ. Gà luộc. Là trong người dân tộc của em này không ăn loại này nhiều. Loại cà này là một cái loại cà là, so với dưới kia thì cũng là cà bình thường, nhưng mà cà trên này nó chất lượng cao hơn như cái dưới kia nhiều. Dạ. Em khá là bất ngờ khi mà em cũng đi của anh của em ở Cao Bằng qua, cũng em cũng ghé nhà của người Nùng, thì đồ ăn cũng khá là thịnh soạn giống như vậy. Thì không biết là cái này là một cái truyền thống mình ăn phải đầy đủ như thế hay sao anh? Đúng, theo như truyền thống là trứng với gà thì bây giờ mới bắt đầu có, còn như trước đây thì không có, trước đây chỉ ăn dâu này, với dâu này, với dâu này. Dạ, ba loại rau là chính. Với loại này thôi. Với một bát ớt. Dạ. Gà thì trước đây mình nuôi thì một năm mới được một con gà. Vâng. Cho nên là chỉ dừng lại con gà ăn Tết, mà một là chỉ dừng lại con gà cho nhớ lúc nào vừa để. Gà này đặc biệt là gà núi anh hả? Đó, gà này là gà núi. Em khá là bất ngờ khi mà cái bàn của mình đó anh. Cái này anh gọi là cái gì nhỉ? Cái đồ được cái mâm này. Cái mông này phải là gạo này, cái mông ăn cơm. Nhưng mà cái bàn này là bàn của người dân tộc Hà Nhì. Dạ. Cái bàn này là bàn của người dân tộc Hà Nhì. Dạ. Còn người Mông không biết là cái này. Của người Mông là một cái bàn gỗ. Dạ. Và cái bàn như thế này là đắt tiền không anh? Cũng quá là đắt một tí. Như cái bàn bình thường như cái này chưa sơ một tráng kia mà chưa làm gì luôn là 1 triệu 7 đến 1 triệu 8. Ôi. Và cái thời gian sử dụng nó cứ lâu lắm anh hả? Không lâu. Nhưng mà mình chăm sóc tốt nó thì cũng được lâu. Nhưng mà 1 triệu 7 triệu 8 còn chưa có ghế rồi. Ồ. Một cái ghế này là mình mua riêng nữa. Ghế mua riêng. Ghế này có mua 180 một cái. Trời. Ôi giá đây cũng khá là đắt đỏ anh nha. Đúng rồi. Ghế này mua 180 là mua ở Lai Châu hay mua ở Lào Cai. Ít khi có lắm. Dạ. Em cũng muốn tò mò hỏi anh như thế này. Sau đó anh hai anh em mình cùng nhau một cái đi nha. Là em thấy ở đây mình ăn cơm khá là trễ, là lý do là mình đi làm hay là mình ăn cơm theo mặt trời lặn anh? Ở bên này là vì bọn em đi làm. Dạ. Thì đi làm về thì về trong nhà có lợn gà nữa. Mình đi làm về sắp tuổi rồi,
Đó, cho nên là mình phải cho lợn ra xong rồi mới nấu mình ăn. Ờ. Đấy thì mình nấu xong rồi mới được ăn. Có con gà với ví dụ con gà với con lợn nó phải ăn trước mình. Ờ. Vì mình ăn no rồi, tao giờ này mới đi thì nó ngủ hết rồi, nó không ra ăn nữa thì nó đói quá. Dạ. Còn mình thì thác bống làm cái thì sáng này thì mình ăn được. Dạ. Có con gà và con lợn nó không cái gì ăn. Gỗ này là mình được làm từ gỗ gì anh nhá? Rượu này là nấu từ gạo. Ờ. Nấu từ gạo nhưng mà đây có một loại rượu thóc, nấu từ thóc thì nó nặng hơn, nấu từ gạo thì nó nhẹ hơn, mà rượu nó rẻ hơn. Nhưng em nghe nói là gỗ của mình cao mình cũng khá là nặng. Ờ, ở đây thì cũng có một vùng thì có một địa điểm nó nặng. Yeah. Ví dụ như là bọn em ở đây uống ở rượu đây là bọn em nấu là nó nhẹ, nó chỉ tầm khoảng 25-30 độ. Dạ. Còn bình thường mà bọn em đi mua rượu sinh san nổi tiếng như ở đây thì khoảng 40-50 độ. Ôi. Rồi em cảm ơn anh rất là nhiều anh A Hờ nha. Thì cô bác quý anh chị có về làng Y tý huyện Bát Sát tỉnh Lào Cai thì ghé nhớ hôm tay của anh Hờ nhé. Em cảm ơn. Dạ. Yeah.